trong cuộc sống của chúng ta, dù là người thế gian hay là người xuất gia, thì từ khi mà chúng ta sinh ra cuộc đời thì chúng ta có rất nhiều ước muốn. Tùy theo độ tuổi, tùy theo công việc mà chúng ta có mỗi ước muốn khác nhau. Thí dụ như em bé nó còn nhỏ thì ước muốn đơn giản của em đó là đói thì cần ăn, khát thì cần uống, và khi mệt thì muốn đi ngủ. Thì đó là ước muốn của những em bé. Thì như vậy đối với em bé chỉ cần 10.000, 20.000 là thỏa mãn được ước muốn của em rồi. Nhưng đến khi chúng ta lớn lên dần, cái nhu cầu ước muốn của mình á nó cao lên, và lúc bấy giờ chúng ta không còn chỉ mong muốn đơn giản đó là đói ăn, khát uống, mệt ngủ, mà chúng ta sinh ra rất nhiều ước muốn khác. Nào là vợ đẹp, con ngoan, chồng dễ thương, nào là công danh, sự nghiệp, nhà cao, cửa lớn, vân vân. Và những ước muốn đó nó sẽ được nhân lên bằng cấp số nhân khi mà cái lòng tham của mình, cái lòng mong muốn của mình nó đạt đến cái đỉnh điểm tối cao. Và xin thưa, đối với người tu Phật, chúng ta có ước muốn không? Dạ có chứ. Chúng ta vẫn một lòng một dạ trì niệm thánh hiệu của Đức Phật để chúng ta mong muốn rằng sau khi mãn báo thân này chúng ta được sinh về thế giới với Phật. Thì đó là ước muốn. Và những ước muốn đó nó theo con người chúng ta từ khi chúng ta sinh ra cho đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Và xin thưa, trong cuộc đời hầu như ai cũng ước muốn. Bởi vì đơn giản, cái ước muốn đó nó không tốn tiền. Ước muốn có tốn tiền đâu, cho nên người ta dễ dàng, người ta muốn, rất dễ dàng muốn. Buổi sáng người ta bỏ ra 10.000, người ta mua cái vé số, thì bắt đầu nguyên một ngày hôm đó làm gì thì làm, nhưng người ta vẫn nhớ rằng cái vé số đang nằm trong túi. Thế người ta lại mong muốn rằng chiều hôm đó sẽ sổ ra cái con số mà giống với cái con số mà cái tờ vé số mình đang bọc trong túi. Và cái niềm mong muốn đó, và xin thưa các vị, nó sẽ dâng cao mãi. Cho nên nhé, dù trời nắng hay là trời mưa, chiều chiều mà các vị đi ngang qua các con đường của thành phố á, dù nắng hay mưa đi chăng nữa, họ cũng tranh thủ 4 giờ rưỡi, 5 giờ họ đứng trước những cái quầy bán vé số để họ chờ. Họ chờ gì? Họ chờ cái người chủ dán từng con số. Thì đó là ước muốn của họ. Và xin thưa, cái ước muốn đó nó nuôi lớn cái niềm hy vọng của họ trong cuộc sống, nuôi lớn cái niềm hy vọng của họ. Do đấy á, thì những ước muốn ở trong cuộc đời chúng ta nó nhiều vô tận. Hôm nay á, chúng con chia sẻ với các vị về những cái ước muốn mà thông thường của một người bình thường và cũng như của một người tu tập, thông qua 4 ước muốn. Theo phẩm nghiệp công đức trong kinh Tăng Chi Bộ 1, Đức Phật nói với gia chủ Anatha Bindika, tức là gia chủ cấp cô độc: này Anatha Bindika, trên thế gian này có 4 pháp có thể mang lại cái sự hoan hỷ, mang lại cái sự vui tươi và mang lại cái sự như ý. Những gì là 4? Này gia chủ Anatha Bindika, thứ nhất là mong muốn rằng tài sản khởi lên cho ta đúng pháp. Thứ hai, mong muốn rằng tiếng lành được đồn về cho ta và gia đình ta. Điểm thứ ba, mong muốn rằng ta được khỏe mạnh và tuổi thọ được kéo dài. Và thứ tư, mong muốn rằng sau khi mãn báo thân này được sinh về thiện thú. Sinh về thiện thú tức là sinh về cõi lành. Này gia chủ Anatha Bindika, đó là 4 ước muốn của một con người. Thì như vậy,
những ước muốn của mình xoay quanh cũng chỉ bốn vấn đề đó thôi. Vấn đề là mong muốn được giàu sang, thứ hai mong muốn được tiếng lành đồn xa, thứ ba mong muốn được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài, và thứ tư là mong muốn sau khi thân hoại mạng chung được sinh về thế giới an lành. Thì đương nhiên đó là bốn cái ước muốn rất chính đáng, rất chính đáng. Nhưng làm sao để đạt được bốn ước muốn đó? Đó mới là mục tiêu của đạo Phật. Chứ bởi vì ước muốn ai cũng ước muốn được, và xin thưa ai cũng ước muốn được cả. Chúng ta dễ dàng khởi lên bốn ước muốn đó đối với Đức Phật, nhưng mà làm sao để đạt được bốn ước muốn đó, đó mới là vấn đề chúng ta cần bàn luận. Đức Phật dạy rằng: Này gia chủ Anathabindika, muốn đạt được bốn ước muốn đó thì cần phải có bốn điều kiện. Những gì là bốn điều kiện? Thứ nhất là phải đầy đủ lòng tin, thứ hai là phải đầy đủ về giới, thứ ba là đầy đủ về sự bố thí, và thứ tư là đầy đủ về trí tuệ. Thì muốn đạt được bốn ước muốn đó là chúng ta phải có bốn tiêu chuẩn đó. Thì như vậy mới cho thấy rằng á, trong đạo Phật không có một cái gì mà nó đến một cách gọi là vô tình, không có một cái kết quả nào mà tự nhiên trên trời nó rơi xuống, không thể có được. Tất cả mọi thứ nó đều có nhân và có quả. Như vậy muốn đạt được bốn ước muốn đó tức là gì? Tức là muốn đạt được bốn cái kết quả đó thì đòi hỏi rằng chúng ta phải có bốn cái nhân. Mà trong bốn cái nhân đó, Đức Phật dạy rằng thứ nhất là phải đầy đủ lòng tin. Nhưng mà tin gì đây? Tin gì mới liệu được căn bản? Thì đương nhiên đối với các vị ở đây á, là các vị am tường Phật Pháp lâu rồi, cho nên nói lòng tin thì các vị hiểu ngay rằng đó là tin tin Phật, tin Pháp và tin Tăng. Đó là chúng ta có bốn cái ước muốn đó. Và khi mà một trong bốn ước muốn đó, đó là đầy đủ lòng tin, thì chúng ta dễ dàng nói rằng mình tin Phật, mình tin Pháp, mình tin Tăng, mình tin nhân quả, mình tin nghiệp báo. Và những cái niềm tin đó chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đang có, nhưng mà thật sự có vững chắc hay không? Dạ khó lắm, rất khó. Cho nên nếu như một người nào đó mà đầy đủ về cái niềm tin đối với Tam Bảo, mà tin vững chắc đối với Tam Bảo, tin vững chắc đối với nhân quả, đối với nghiệp báo, thì đó là người đầy đủ về lòng tin. Nhưng mà đâu ghi tin thì chúng ta cũng tin đấy, tin thì cũng tin, nhưng mà nếu như gặp cái chuyện gì đó thì chúng ta cũng dễ dàng thối thất cái niềm tin. Dạ xin thưa, bây giờ các vị là người học Phật không nào? Rồi các vị có tin nơi Tam Bảo, tin nơi nhân quả? Thí dụ như bữa nọ các vị gặp cái chuyện gì đó không may, mà cái chuyện không may đó nó lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, liên tục như vậy, thì lúc bấy giờ có một ông thầy bói, ông đi ngang, ông nói là nhà bà là bị cái này bị cái kia, thì lúc bấy giờ cái niềm tin nơi Tam Bảo của chúng ta nó còn hay không? Dạ khó nói lắm. Ở trên cái chỗ chúng con đang ở có cái vị cư sĩ đó, gia đình của bà là quy y Tam Bảo hết cả gia đình, biết niệm Phật, biết ăn chay. Thì gần đây á, vợ chồng người con trai của bà và đứa con dâu, thì bà ở với con trai với con dâu, nó về nói: mẹ bây giờ mẹ đập cái nhà này mẹ sai kiểu khác, mẹ đừng có sai kiểu này nữa. Thì vị cư sĩ nói: tại sao lại sai kiểu khác? Thì vợ chồng đứa con trai nói: con coi phong thủy rồi, ông thầy phong thủy này ông giỏi lắm, ông nói rằng cái nhà mình sai kiểu này á thì làm ăn nó có lên, nó xảy ra đủ thứ chuyện hết, bây giờ mình sai kiểu khác. Và ông thầy phong thủy này ông coi khoa học lắm má ơi, má cứ làm đi, nhất định là được. Thì bà mới kiên quyết, bà kêu là: không, mẹ là mẹ đã tin Tam Bảo,
mẹ tin nhân quả. Cho nên á, là dù các con có nói gì để chăng nữa, mẹ cũng không đồng ý. Thì bà vẫn kiên quyết bà giữ lập trường của bà, bởi vì đơn giản là sổ đỏ bà đứng. Cho nên con trai và con dâu bà không làm gì được bà. Cái mấy ngày sau bà đi tắm, thế nào vô phòng tắm, tắm sau loạn choạng ra trượt cái tấm đanh, té gãy cái chân. Đứa con trai nó: mẹ thấy chưa, con đã nói rồi, nhà này nó không có hợp phong thủy, mà mẹ không tin con. Mẹ không tin con cho nên bây giờ mẹ bị té gãy chân đó, mẹ thấy chưa, cho nên chúng ta phải sửa nhà gấp. Bà kêu không, mẹ tin tâm bảo, mẹ tin nhân quả, mẹ không có làm chuyện đó. Cái thời gian sau bà gãy chân mà có đi được đâu, con thì đi làm, ở nhà đói quá không biết ai chăm, cái lấy xuống bếp kiếm đồ ăn, à, không biết làm sao, cái đi cái nó ngã gãy luôn cái tay. Rồi như vậy chân đã gãy thì thời gian sau có nửa tháng sau gãy luôn cái tay. Thì gãy tay xong rồi, đứa con trai nó càng khẳng định cho rằng là nhà này không hợp phong thủy. Lúc bây giờ cái niềm tin nó tam bảo của bà cụ á, có cái vấn đề nó cần phải suy nghĩ. Lúc bây giờ bà kêu là có khi không hợp phong thủy thật. Thì sau đó một thời gian khi bà mở bột tay bột chân rồi á, thì bà cụ qua gặp chúng con nói thế này: thầy ơi thầy, thầy có biết phong thủy không? Cái con kêu: cư sĩ hỏi chi vậy? Bà kêu: cái nhà của con đó, con của con nói rằng là không hợp phong thủy, mà con không có tin. Bây giờ nếu như mà thầy biết á, thầy nói đi, thầy nói đâu con tin đó. Thì con hỏi vậy chứ cư sĩ có tin phong thủy không? Bà nói: thì con không tin, nhưng mà có những chuyện nó xảy ra liên tiếp làm con không thể không tin, là buộc lòng con phải tin. Thì con hỏi là theo cư sĩ á, là con của cư sĩ là muốn sai kiểu gì? Thì bà nói: con của con nó coi thầy phong thủy, thầy phong thủy là cái nói là cái hướng đó là không có hợp, phải xoay ngang lại mới hợp. Từng kêu xoay ngang kiểu nào? Thì bà nói là cái nhà thì cái mặt tiền nhà có 8 thước, là trước nó có một con đường. Thì dẫu biết rằng bề ngang 8 thước trước là mặt đường thì ai cũng xoay được mặt đường cả. 10 nhà như chục không nè, nhà nào cũng xoay được mặt đường. Bây giờ không, ông phong thủy cũng nói rằng xoay được cái mặt đó là làm ăn không phát tài, phải xoay ngang lại. À, xoay ngang lại tức là xoay vô cái bức tường của thiên hạ. Ông coi vậy đó, mà cuối cùng á là con trai và con dâu của bà cụ phải nghe như thế. Bà cụ nói bây giờ con của con nó yêu cầu là về phải đập cái nhà đi, xoay ngang lại, mở con đường khác. Còn không muốn xoay ngang lại á, là gia đình phải đi cái cửa ngang chứ không được đi cửa chính. Phải đóng cửa chính lại đi cửa ngang, trổ một cửa ngang để mà đi. Thì bà cụ có hỏi con như thế, thì con nói: dạ thưa cư sĩ, chứ chẳng hay á, là con trai con dâu cư sĩ làm việc gì? Thì nói vậy với thưa thầy, với là con của con á, là đều hai đứa làm giáo viên cả. Hai đứa làm giáo viên cả. Thì con nghĩ giáo viên á thì làm công ăn lương cho nhà nước, mà muốn phát tài phát bằng kiểu nào? Họ buôn bán thì mới mong phát tài phải không nào? Buôn bán thì mong là chạy trốn thuế, trốt lọt cái gì đó mới mong phát tài. Còn đây làm giáo viên muốn phát tài phát bằng kiểu nào? Dạ xin thưa, giáo viên cái nghề nhà giáo không bao giờ phát tài được, bởi vì nhà giáo là lấy giáo án dán áo thôi, làm sao phát tài được? Cho nên cái nghề nhà giáo là không thể phát tài được, mà cái nghề đó là nghề làm công ăn lương thì làm sao muốn phát tài? Dù có xoay cái nhà ngược lại cũng không phát tài được. Nếu như anh là một nhà giáo gương mẫu, ăn đúng cái lương của nhà nước thì không phát tài được. Vậy mà anh chị đó vẫn tin chắc rằng á, là mình sẽ phát tài nếu như mình xoay ngược nhà lại. Thì con nói rằng á, thì theo con thì con không biết phong thủy, nhưng mà con thấy là thiên hạ nhà nào cũng xoay ra mặt đường, thì bây giờ mình cứ xoay ra mặt đường có sao đâu. Nhà bà cụ ở như vậy làm cái nhà gần 30 năm trời rồi,
thì đương nhiên nhà nào là không có chuyện xảy ra, phải không nào? Nhà nào cũng có chuyện xảy ra, ít hay là nhiều mà thôi. Cho nên nếu chúng ta đã tin chắc vào tâm bảo, tin chắc vô nhân quả, thì dù nó có xảy ra cái chuyện gãy tay gãy chân thì chuyện đó là, xin thưa, ai cũng bị cả. Mà đúng rồi, già mà đi ra cái sàn nước mà không có ai dìu đỡ, ngã gãy chân là chắc chắn. Mà gãy chân có ai chăm, lấy xuống bếp tìm đồ ăn gãy tay là đúng. Vậy mà cứ tin phong thủy, rồi cuối cùng á, bị áp lực của đứa con trai con dâu nhiều quá rồi, buộc lòng phải trổ cửa ngang, và không đi cửa chính nữa mà đi cửa ngang. Và chi phí sửa cái nhà đó mất một số tiền nữa. Mà vậy mà cứ tin chắc là như vậy là đúng. Cuối cùng nói rằng cái niềm tin tam bảo kiên cố, niềm tin nhân quả kiên cố, nhưng thực sự khi mà gặp chuyện rồi, cái niềm tin của chúng ta nó bị lung lạc ngay, mất ngay. Cho nên để cả cuộc đời dù gặp khó khăn gì, dù gặp nghịch cảnh gì, mà vẫn đầy đủ lòng tin về tam bảo, đầy đủ lòng tin về nhân quả, đó là một cái niềm tin sâu sắc, chứ không phải dễ đâu thưa các vị. Cho nên bây giờ mình ngồi thế này nè, mình nói mình tin Phật á, nhưng rủi như mình bị một cái chứng bệnh nào đó mà nan y, đi chữa mãi vẫn không bớt, ông thầy bùa bà thầy bó nào đó bà suối bại, uống cái này uống cái kia bớt, bảo đảm mình sẽ bỏ Phật ngay. Nó rất là dễ dàng, bởi vì khi mà những cái niềm tin đó nó đáp ứng được cái lòng mong muốn của mình. Cho nên để cái tâm này cả đời trong sáng với tam bảo, trong sáng với nhân quả là một điều khó, và khó lắm à. Cho nên Đức Phật nói thế này nè, muốn đầy đủ bốn cái ước muốn đó là đầy đủ lòng tin là thứ nhất, đầy đủ lòng tin thứ nhất. Cho nên cái niềm tin của chúng ta nó phải phát sinh từ trí tuệ. Thứ hai Đức Phật dạy rằng là phải đầy đủ về giới, đầy đủ về giới. Điều này rất rõ ràng, nếu muốn tiến lành đồn xa thì chúng ta phải có giới. Trong Pháp Cú dạy, hương của các loại hoa, dù là hoa chiên đàn hay hoa mặc lị, cũng không thể bay ngược gió, chỉ hương của người đức hạnh mới ngược gió tung bay. Như vậy, cái người đức hạnh mà trong Pháp Cú nói, đó là người đầy đủ về giới. Đối với cư sĩ tại gia là các vị tuân giữ năm giới. Rồi nếu như vị nào thọ bát quan trai á, thì thêm ba giới nữa là tám. Nếu các vị nào mà thọ thập thiện á, thì thêm hai giới nữa là mười. Các vị thọ Bồ Tát thì thêm giới lên nữa. Thì như vậy đối với cư sĩ tại gia thì vẫn lấy năm giới làm căn bản. Đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Thì đó là năm giới. Nếu như người cư sĩ nào giữ đúng năm giới như thế thì người cư sĩ đó sẽ đạt được cái tiếng lành đồn xa. Điều này rất rõ ràng thôi. Thí dụ chúng ta đã quy y nơi tâm bảo mà rủi như chúng ta khởi lòng tham đi, khởi lòng tham chúng ta lấy của ai một cái gì đó, thì ngay lập tức cái tiếng lành nó không còn nữa, mà đó là tiếng xấu. Ví dụ như chúng ta ngủ chung với bạn, ở chung với bạn trong khóa tu thế này, mà nếu một người nào đó mà không giữ đúng giới mà khởi lòng tham lấy của bạn một cái gì đó mà rủi bị phát hiện được á, thì xin thưa là cả cuộc đời chúng ta đều mang cái tội xấu đó. Gặp mặt ai cũng nói là cẩn thận đó, chứ nó lừa ăn trộm. Như vậy cái tiếng ăn trộm, một khi mà chúng ta đã khởi tâm ăn trộm, đã lấy trộm người ta mà bị người ta phát hiện, thì cái tiếng ăn trộm đó cả đời không thể nào mà xóa đi được. Cho nên các cụ nói là trăm năm bia đá vẫn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ, nó không mòn được. Cho nên người cư sĩ mà muốn có tiếng lành đồn xa là chúng ta phải đầy đủ về giới. Mà trong các giới đó
Những cái giới mà để lại tiếng xấu vang dụ nhiều nhất đó là cái giới trộm cắp. Trộm cắp là để cái tiếng xấu muôn đời. Dù là chết rồi, mồ xanh cỏ rồi, xương thịt chứ thì nó rã ra đất rồi, nhưng mà cái tiếng trộm cắp nó cũng còn mãi. Nhắc đến người đó là người ta nhắc đến cái ăn trộm. Cái điều thứ hai mà làm người ta dễ thấy nhất đó là uống rượu. Thì đó là những cái hai cái giới này làm cho thiên hạ dễ biết mình nhất, tức là dễ nổi tiếng nhất. Như vậy nếu như chúng ta không đầy đủ về giới á, thì chúng ta sẽ bị cái tiếng xấu đùng xa. Ví dụ như một người nào đó mà chúng ta nghiền rượu chẳng hạn, chúng ta quy y Tam Bảo rồi mà chúng ta nghiền rượu, chúng ta uống rượu, thì ngay lập tức cái tiếng xấu đùng xa. Lúc bây giờ không còn tiếng lành nữa mà toàn là tiếng xấu. Và xin thưa với các vị á, thì chúng ta vẫn bào chữa rằng rượu nó không có tội. Đúng, rượu nó không có tội. Rượu nó chỉ là một vật chất bình thường như bao vật chất khác, nó không có tội. Nhưng cái tội là người uống nó làm cái việc gì mới là có tội. Cho nên nó nào ngay á, thì rượu nó có lợi á. Các vị biết lợi gì không? Dạ rượu nó có lợi ghê lắm. Uống rượu vô là trẻ à. Uống rượu vô trẻ măng. 70-80 tuổi uống rượu vô vẫn còn trẻ măng. Các vị tin điều đó không nè? Các cụ xưa có câu thế này: cảm ơn rượu cho ta trẻ lại, 70-80 thiên hạ vẫn gọi bằng thằng. 70-80 mà say xỉn ngoài đường thiên hạ vẫn gọi là thằng say rượu. Có ai gọi là ông say rượu không? Không. Có ai gọi là bác say rượu không? Không. Có ai gọi là chú say rượu không? Có ai gọi là anh say rượu không? Không. Người ta thì gọi là thằng say rượu. Như vậy rượu làm bệnh trẻ ra. 70-80 vẫn gọi bằng thằng, giống như là mới độ 20 ngoài. Cho nên các vị mới thấy rằng cái tiếng xấu nó đồn xa là như thế. Đặc biệt là chúng ta là người đã quy y Tam Bảo, đối với cư sĩ tại gia thì các vị phải tuân giữ cái này. Chứ mình là cái mẫu hình lý tưởng của xã hội mà. Người quy y Tam Bảo giữ đúng năm giới, đó là mẫu hình lý tưởng của xã hội. Nếu như chúng ta không tuân giữ được cái giới rượu á, mà vẫn cứ say xỉn ngoài đường á, thì xin thưa các vị khó lắm. Người ta nhìn vô mình với ánh mắt rất là kỳ lạ. Cho nên nha, đối với những người cư sĩ mà có cái niềm tin nơi Tam Bảo thì chúng ta phải tuân giữ về cái giới này, thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả đó là tiếng lành đồn xa. Điểm thứ ba đó là đầy đủ về sự bố thí. Sở dĩ những điều này chúng con lướt qua nhanh bởi vì đối với các vị là những người đã am hiểu sâu về Phật Pháp, nói ra những điều này nó là dư thừa. Cho nên chúng con chỉ nhấn mạnh cái điểm cuối cùng thôi. Cho nên ba điểm đầu cũng còn lướt qua nhanh. Như vậy cái điểm thứ ba là phải đầy đủ về sự bố thí. Như vậy muốn có giàu sang thì chúng ta phải bố thí. Nhưng mà bố thí như thế nào, đó là vấn đề chúng ta bàn luận. Vậy xin thưa bố thí thì chúng ta đã bố thí ít hay nhiều mà thôi. Cúng dường, chúng ta đã cúng dường ít hay nhiều. Bố thí giúp người chúng ta đều làm cả, nhưng mà làm với cái tâm nào và làm như thế nào, đó mới là cái việc quan trọng. Đương nhiên cái tâm sở của sự bố thí đó là xả tâm sở. Như vậy muốn bố thí là chúng ta phải có đầy đủ về sự xả ly. Khi mà mình cho ai một cái gì đó, hay là mình đem mình cho một cái gì đó, thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải có sự xả ly. Xả ly nghĩa là gì? Nghĩa rằng chúng ta phải có sự buông bỏ. Một khi cái vật chúng ta đem đi cho rồi thì coi như cái vật đó không phải là của mình nữa. Người ta muốn sử dụng cái vật đó như thế nào thì đó là chuyện của người ta, mình không quan tâm. Mà phần lớn á thì chúng ta khó mà làm được như vậy.
Bố thí thì chúng ta cũng bố thí, nhưng mà cho đâu chúng ta nhớ đó, chứ chúng ta không có xả được. Cho nên cái sự bố thí của mình nó mang lại cái gì? Nó mang lại cho chúng ta cái kết quả nó không cao. Chứ bây giờ chúng ta, đôi khi chúng ta nói là chúng ta cho đó, chúng ta đem chúng ta cho, nhưng mà chúng ta cho với cái tâm gì? Cái tâm buông xả, với cái tâm hoan hỷ, hay là chúng ta đem cho bằng cái tâm ái? Đó là vấn đề chúng ta cần suy nghĩ thôi. Đương nhiên cũng là hành động cho. Ví dụ như các vị đem sâu chuỗi là các vị cho, nhưng mà khi mà chúng ta đem cho với tâm gì? Cho với tâm buông xả. Thì khi chúng ta cho với tâm buông xả thì cái người nhận nó làm cái gì đối với sâu chuỗi này thì đó là chuyện của người nhận. Người nhận này không muốn xài, người nhận này cho cái người thứ ba cũng là cái chuyện bình thường. Bởi vì khi mà chúng ta đã đem cho rồi thì chúng ta không còn trách nhiệm với sâu chuỗi nữa. Thì đó là sự buông xả. Nhưng mà cho ai? Cho ai mới là vấn đề. Cái người, cái đối tượng mà chúng ta cho, phần lớn là chúng ta cho bằng cái tâm ái. Cho bằng cái tâm ái tức là gì? Chúng ta cho bằng cái tâm thương của mình, cái tâm luyến ái của mình. Cái người mình thương thì mình cho, cái người mình không thương thì không cho. Cho nên cái cho này nó vẫn còn bị phát xuất từ tâm ái. Cho nên khi mà cho bằng cái tâm ái, và xin thưa các vị, nó sinh ra rất nhiều cái hệ lụy. Và cái hệ lụy này không những gây đau khổ cho mình, mà gây đau khổ luôn cho đối tượng mà mình cho. Cho nên cái chấp trước này nó kinh khủng lắm các vị. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình cho là tốt, đúng, cho là tốt, nhưng mà cái tâm thái cho như thế nào, đó là vấn đề. Cho nên nhiều người họ cứ nghĩ rằng á, khi mà cho ai cái gì đó thì bắt người đó phải sử dụng cái của mình cho, phải không nào? Cái đó là cái tâm bình thường mà. Thí dụ như các vị cho cái người A một đôi dép, mà người A nó cứ nhu cầu cái đôi dép đó không cần, người A lại cho người B, thì chuyện đó bình thường không nào? Bình thường quá. Bởi vì người A không xài thì cho người B. Nhưng mà khổ nổi cái người B là người mình ghét. Thì một thời gian sau khi mà đi thấy người B mang đôi dép của mình cho người A, thì trong lòng lúc bây giờ có hoan hỷ không? Hoan hỷ được chết liền á. Có cái vị kia cúng dường cho sư huynh con cái đôi dép, sư huynh con không mang. Bởi vì sư huynh có quá nhiều dép, bởi vì ngài dễ thương cho nên ai cũng cúng cả. Thì bữa hôm con đi giảng, sư huynh nói thì thôi cho đôi dép mang đi. Thì con nghĩ là sư huynh cho là của quý mà, cho nên con mang đi. Con mang xuống tới đậu tràng con giảng á, thì khổ thai á, là bữa hôm đi giảng thế cho sư huynh. Cho nên vị cư sĩ mà cúng sư huynh đôi dép là cứ nghĩ rằng á, là hôm nay sư huynh giảng, do đó đấy nghe. Mà đấy nhìn cái đôi dép là thấy đôi dép còn mang, chứ không phải đôi dép sư huynh mang. Mà khổ thai á, là cái vị đó là có thành kiến không tốt với con. Cho nên á, là mang đôi dép nhưng mà người đó cứ nhìn chằm chằm đôi dép, và có vẻ nó khó chịu, mà con cũng không nhận ra điều đó. Vị ấy không biết điện cho sư huynh thế nào không biết, mà khi mà con đi giảng về, sư huynh nói là em anh mua đôi dép khác anh cho em trả đôi dép cho anh đi. Đương nhiên cái điều đó do ai làm nên? Ngay đầu tiên khi mà sư huynh đã cho con đôi dép, tức là sư huynh khởi bằng cái tâm hoan hỷ. Nhưng mà đối tượng cúng đôi dép sư huynh đó, người ta không chấp nhận con mang, người ta chỉ muốn là sư huynh phải mang. Cho nên khi mà con mang là người đó không có vui. Và cái tâm đó là tâm gì ạ? Cái tâm ái thôi. Cho nên khi chúng ta cho ai cái gì đó, chúng ta muốn người ta phải sử dụng. Nhưng mà khổ lắm cơ, không phải là người ta muốn sử dụng không, mà ta còn muốn luôn là mình chiếm hữu luôn cái đối tượng sử dụng. Trên cái đó mới là cái khó. Có nhiều khi chúng ta thần tượng, chúng ta ái mộ
Mà ái mộ là yêu cái mã thôi chứ gì đâu. Ái là yêu, mộ là cái mã. À, các vị đừng bao giờ dịch nghĩa kiểu con. Ái mộ tức là yêu cái mã. Mà yêu cái mã này có hai nghĩa. Một á, là yêu cái mã bên ngoài, người ta gọi là cái bộ diện á mà. Yêu cái mã bên ngoài, cái tướng tá như thế nào, cái bộ mặt như thế nào thì người ta ái mộ. Đúng không nào? À, mà cái nghĩa thứ hai, cái nghĩa đen là ái mộ là yêu cái mã, là yêu cái mã chết cho thôi chứ cái gì đâu. Thì chúng ta ái mộ, ái mộ chúng ta cho. Và cái tâm mà ái mộ đó, từ chỗ ái mộ nó sinh ra ái luyến rất là nhanh. Ái mộ và ái luyến chỉ cách nhau đường tơ kẻ tóc mà thôi. Mà đã là ái luyến rồi thì muốn chiếm hữu, mà chiếm hữu rồi thì muốn giữ, không bao giờ muốn xả. Khiếp lắm ạ. Cho nên từ ái nó sinh ra hữu rất là nhanh. Trong 12 nhân duyên, ái sinh ra hữu ngay. Khi đã có cái tâm ái rồi thì ngay lập tức nó sinh ra cái tâm muốn chiếm giữ. Mà đã là chiếm giữ rồi thì nó chiếm giữ làm của riêng, không bao giờ mà cho người khác được. Cho nên từ cái chỗ đó nó mới sinh ra cái trường hợp này. Đối với hàng cư sĩ, có nhiều người ái mộ một ai đó thì muốn rằng người đó sẽ trở thành con của mình, người đó trở thành cháu của mình, người đó trở thành thân bằng quyến thuộc của mình. Nên từ chỗ đó nó mới có tình trạng gọi là sinh ra là con nuôi, cháu nuôi, anh nuôi, chị nuôi, em nuôi, chắc nuôi, vân vân. Không bao giờ sinh ra cái quan điểm gọi là sư phụ nuôi. Bởi vì sư phụ thì nó không ái luyến, phải không nào? Chứ một khi mình thấy nó dễ thương quá mà, tuổi thì cũng bằng tuổi con mình, cháu mình, nhưng mà đó là người xuất gia, phải không nào? Từ chỗ đó mình sinh ra cái tâm là muốn chiếm hữu người ta làm của riêng cho mình. Mà khi làm của riêng cho mình rồi á, người đó mà nói chuyện với thiên hạ là mình cảm thấy không vui. Chỉ là nói chuyện với mình, bởi vì nó là của mình. Cho nên khiếp lắm các vị ạ. Cái tâm ái luyến nó vô hình trung, nó bó buộc chúng ta trong đó. Nó bó buộc chúng ta trong đó. Và khi mà chúng ta bị cái tâm ái luyến rồi thì mình cho là cho trong cái khuôn khổ của ái luyến. Cho nên có những cái chuyện mà xin thưa các vị, trong giới tu sĩ nhiều anh em kể chuyện cũng tội lắm. Nói để các vị rút kinh nghiệm, kể tội lắm. Khi mình thương ai, mình cho ai một cái gì đó. Có nhiều vị bố thí cúng dường tốt, nhưng mà bố thí cúng dường một thời gian rồi á, khi mà cái đối tượng bố thí cúng dường của mình á không còn nói chuyện với mình nữa, hay là không đáp ứng được cái nguyện vọng của mình, thì lúc bấy giờ lại sinh ra cái tấm đòi. Sau khi mà đã không còn thương nhau nữa thì bắt đầu gửi một cái danh sách là ngày đó tôi cúng thầy cái đó, ngày kia tôi cúng thầy cái kia, bây giờ thầy phải trả hết lại cho tôi. Và có chuyện đó thưa các vị à. Và rất là kỳ lạ. Nhưng mà khổ lắm cơ. Thí dụ như cái gì xài á thì còn trả được. Thí dụ như sâu chuỗi chẳng hạn nè, phải không nào? Sâu chuỗi thí dụ như 2-3 năm nữa đòi thì có thể trả lại được. Nhưng bây giờ gúng cho cái bánh và ăn mất tiêu và lấy đâu trả. Trong những câu chuyện về thiền, có một câu chuyện rất là dễ thương. Một hôm đó, vị cư sĩ ấy có một cái tượng Phật như thế này nè. Mà tượng Phật đó là bằng vàng, quý lắm. Cho nên đi đâu vị cư sĩ nó cũng mang cái tượng Phật đi theo. Thì một hôm á, vị ấy đến ngôi chùa nọ, mà vì quý quá cho nên để cái tượng Phật của mình á lên trên cái ban thờ Phật của trong ngôi chùa đó, và xin tá túc trong ngôi chùa đó một đêm. Và đêm hôm đó thì vị cư sĩ ấy là thắp một cái loại nhang trầm rất là quý, gọi là trầm hảo hạng á. Thắp cái nhang trầm đó để cúng cái tượng Phật của mình. Nhưng mà khi mà thắp cái nhang trầm lên rồi thì cái nhang cái khó lên bắt đầu nó tỏa ra, phải không nào? Thì vị ấy nó không được. Bây giờ mà khó mà nó tỏa lên là các vị khác ông hít ké. Cho nên á, khi mà ông Phật khác ông hít ké thì ông Phật của mình ông không được được hít trọn vẹn. Cho nên mình phải làm thế nào mà để cho ông Phật mình ông chỉ hít một mình thôi.
và bắt đầu đem cái cục trầm đến để sát vô lỗ mũi cho ông Phật mình không hít. Và thưa với các vị, vị ấy làm như thế, và sau khi cục trầm cháy xong rồi thì có lỗ mũi ông Phật của vị ấy là thì như vậy á, cái mùi trầm mà nó xông vô cái lỗ mũi, mà xông trực tiếp như vậy, khi hết cục trầm rồi á, thì xin thưa cái lỗ mũi đen thui. Từ chỗ đó đưa ra một kết luận: yêu quá cũng khổ. Cho nên cúng dường bố thí là phải có cái tâm xả, xả trong đó phải có cái tâm xả, là mình phải buông, buông xả. Một khi mình đã cho rồi thì không vướng mắc, đã cho rồi không vướng mắc. Cái của mình nó đem cho là phát bằng cái tâm lành, mà cuối cùng lại sinh ra cái tâm vướng mắc thì nó lại khổ quá, khổ quá đi, phải không nào? Cho nên khi đã cho ai cái gì đó thì mình không, không nên vướng mắc. Và xin thưa, có nhiều cái cảnh mà chúng con đi dạy cho tăng ni mà có nhiều em kể tội lắm. Có nhiều em nó đi học mà mắt nó đỏ hoe. Cái điều này chắc lẽ các vị cũng không nghĩ được rằng trong giới tu sĩ mà mắt đỏ hoe đâu. Con hỏi thì sao vậy? Nó kêu vậy thầy, chứ thầy thông cảm cho con, bữa nay là con không thuộc bài. Kêu sao không thuộc? Tối hôm qua là con phải làm đồ ăn cho mấy cái vị mà ngày xưa cúng dường chùa cho sư ông sư bà của con á, cho nên con phải làm đồ ăn cho họ, cho nên con không có thời gian học bài, mà họ còn khiển tới khiển lui nữa, tội lắm. Cho nên thầy thông cảm cho con là con không thuộc bài. Khi con hỏi như vậy thì bắt đầu vị ấy nói rằng đó là những cái cấp cô độc, những vị gọi là gia chủ mà ngày xưa cúng dường cho sư ông sư bà xây chùa, rồi bây giờ sư ông sư bà tịch rồi á, thì lại chuyển giao cái ngôi chùa đó lại cho một vị khác. Cho nên á, nghiễm nhiên những vị đó trở thành và thành công thần khai quốc. Cho nên vì vậy á, là bắt cái vị trụ trì á, là phải phụng sự cho vị đó, rồi đệ tử của vị trụ trì á, là phải phụng sự cho những vị vị đó. Và những vị đó họ đến chùa họ cứ coi như đó là chùa của họ. Họ nghĩ rằng ở cái chùa này ngày xưa sư bà là nhờ tôi cúng nên bây giờ mới sai cái chùa như thế này, sư ông nhờ tôi cúng mới sai cái chùa như thế này. Và họ nghiễm nhiên họ đi vô chùa mà họ không kiêng vị bất kỳ một ai. Cho nên chuyện đó là chuyện có thật. Mà cúng như vậy á, xin thưa, chỉ nuôi lớn cái tâm bản ngã mà thôi. Càng cúng chừng nào thì càng o bế cái tâm bản ngã, càng vuốt ve cái tâm bản ngã, và càng nuôi lớn cái tâm bản ngã. Và sự bố thí như vậy là không có phước. Bố thí như vậy mình cứ nghĩ là có phước, nhưng vô hình chung cái tâm của mình nó vướng mắc. Mà tâm đã vướng mắc rồi á, thì xin thưa các vị, không buông nổi. Khi mà chúng con dịch cái tác phẩm Con đường giáo hóa của Đức Phật á, thì khi mà dịch tác phẩm đó á, thì có một cái chuyện nữ tôn giả Tỳ Xá Lợi. Nữ tôn giả Tỳ Xá Lợi, bà có một cái hành động cúng dường mà chúng con nghĩ rằng á, là chúng ta cần phải học. Trong 8 cái điều mà bà thưa thỉnh Đức Phật rằng cho con được cúng dường á, thì có một điều bà thưa thỉnh thế này: bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hứa khả cho con được cúng dường những vị tỳ kheo mới xuất gia. Những vị mới xuất gia, những sư chú sa di, những vị tỳ kheo mới xuất gia, xin Ngài cho con được cúng dường những vị đó. Thì Đức Phật không nói là được hay không được, nhưng mà Ngài hỏi thế này: này tôn giả Tỳ Xá Lợi, vì sao con lại thích cúng dường những vị tỳ kheo mới xuất gia? Bà nói thế này: và bạch Đức Thế Tôn, con thấy rằng tín chúng á, phần lớn thích cúng dường như những vị đại đức, những vị thượng tọa lớn, còn những vị mới xuất gia thì không ai cúng. Cho nên là những vị mới xuất gia mà một lần ôm bát để khắc thực á, thì rất là lâu mới có được đầy đủ bát ăn. Tức là ai cũng tranh giành cúng cho những người lớn, còn những người nhỏ ai cúng đâu. Cho nên những người nhỏ không ai cúng, nên vì vậy con phát tâm con cúng những vị đó, để cho những vị nhỏ đó có cái để họ ăn. Thì cái tâm cúng dường của bà đó làm chúng ta suy nghĩ rằng, chúng ta cứ nghĩ rằng cúng cho người lớn là để có phước. Nhưng xin thưa, cái tâm cúng dường chứ không phải là vật cúng dường. Khi mà tâm cúng dường cúng bằng cái tâm thanh tịnh thì dù cúng người lớn người nhỏ đều bằng nhau. Còn mà chúng ta còn chấp rằng á, là người đó là hòa thượng, người đó là thượng tọa, người đó là sư bà, người đó là ni trưởng á, thì phước nhiều hơn cái chú mới xuất gia. Chúng ta nghĩ như vậy là chúng ta bị cái sự vướng mắc mất tiêu rồi.
Cho nên như vậy chúng ta mới sinh ra cái chỗ rằng là người thì ăn không hết, mà người thì không có cái gì để ăn. Chứ nhiều khi chúng ta cúng dường cho hòa thượng là chúng ta cứ nghĩ rằng cúng cái gì đó là ngài phải dùng cho hết. Và xin thưa, cái điều này á, thì cái người miền Trung của chúng con á, thì có cái tâm rất là tốt, cúng cái gì là cứ muốn là hòa thượng phải ăn miếng để cho con có phước. Cho nên khi mà con làm thì giả cho hòa thượng á, trời ơi tội nghiệp ông cụ lắm, ông ăn không nổi luôn mà. Ngày bảy mấy tuổi rồi, ngày một ngày thì ăn có chén cơm nhá mấy. Vậy mà cứ người nào đem tới cái bánh xèo, người kia đem tới cái bánh ú, cái người nọ cái đem tới đĩa bánh bèo. Cái hòa thượng ơi, ngài cố gắng ngài ăn miếng cho con được vui, ngài ăn miếng đi cho con có phước mà, ngài cố gắng ngài dùng miếng đi. Thì cụ cũng vì cái niềm quan hỷ cho cư sĩ cho nên ngài dùng một tí xong rồi cụ nói thôi con ơi, con dẹp xuống cho thầy ăn hết nổi rồi. Như vậy cái sự cúng dường của mình á, là mình đang bị cái tâm vướng mắc trong đó. Mà tâm vướng mắc như vậy, sự cúng dường nó không có quan hỷ, nó không có sự buông xả. Cho nên buông là cái gì? Là phải buông hoàn toàn. Chúng ta cứ nói là chúng ta buông, chúng ta không ấp đẩy cái tay, mà chúng ta chỉ buông xéo xéo rồi thôi này. Chúng ta chưa thể ấp hoàn toàn, tức là chúng ta còn phải, đây là nắm giữ hoàn toàn, đây là buông hoàn toàn. Nhưng mà chúng ta nói chúng ta buông, nhưng mà buông không hết, bằng lớn chúng ta chỉ nghi nghiến sơ sơ thế này, tức là nó còn phải động lại một tí trong ta. Từ chỗ đó nó sinh ra cái tâm vướng mắc vô cùng tận. Và những cái chuyện mà cười ra nước mắt á, quý vị, khi mà cụ nhà con, cụ còn tại thế á, thì một hôm có vị cư sĩ đó ở Bình Thuận, bà vô bà cúng cho cụ nhà con cái bộ đồ, mà cụ nhà con mặc đồ vàng, mà cái bộ đồ vàng đó là con quý bà bởi cái chỗ là bà đi mốt lúa. Có vị biết cái hành động mốt lúa là ngày xưa người ta gặt bằng cái máy đập á, máy suốt á, thì nó còn cái để mốt. Còn bây giờ nó gặt bằng cái máy liên hợp thì không còn cái gì để mốt. Cho nên nhá, bà cụ mốt lúa bằng cái hành động gọi là sáng sớm á, là bà đi bộ mấy cây số như vậy, bà ra cánh đồng, bà đi lượm từng cái hạt lúa mà người ta rớt ra đó, bà lượm từng hạt lúa như vậy. Mà đó là cái hành động mốt lúa. Và những ai cắt lúa mà nó còn là những cái cọng lúa mà nhỏ nhỏ người ta cắt sót á, thì bà đi gom lại. Và bà gom hết một mùa lúa như vậy á, thì bà mua được cái sắp vải để là bà cúng cho thầy con. Cho nên cái tâm như vậy là quá quý, tâm tốt quá. Mà không có tiền đi mai, mà bà muốn tự tay mai, mà may khéo lắm. Những người may mấy mai công nghiệp bây giờ là không bằng bà ngày xưa đâu, gọi là tự sổ chỉ mà may. Thế là bà may bộ đồ xong rồi á, bà đến bà cúng cho thầy con. Bà nói bạch hòa thượng là đây là cái tấm lòng của con, xin hòa thượng ngày nhận cho con vui. Thì cụ nhà con rất là quan hỷ. Và xin thưa bộ đồ đó thì cụ nói là con đem vô trong á, rồi để thầy mặc. Và xin thưa các vị, cái bộ đồ cái vải cái kiểu gì á, mà giặt hai nước là nó còn nhúm lại. Và giặt cái bộ đồ đó là con cực vô cùng, nó co rúm lại là bắt đầu phải ngồi kéo nó ra, banh nó ra để mà phơ lên. Vì cụ nhà con cụ không cho ủi, cho nên nhá, là một lần giặt xong là phải vũ đi, vũ cho nó thẳng ra. Chứ kiểu hòa thượng mà mặc cái bộ đồ nó nhăn nhăn nó cũng kỳ. Cho nên con vũ mà cái đồ khác vũ thì ra, còn đồ này vũ nó không ra, nó cứ co nhúm lại vậy. Thế là con phải kéo banh nó ra. Nhưng mà cụ rất là thương bộ đồ đó, bởi vì cụ nghĩ đó là tấm lòng của bà cụ. Mà nhìn dáng người khắc khổ tội nghiệp lắm. Mà cụ con đi giảng ở đâu á, miễn cụ con về Bình Thuận, thì dù là xa đến chỗ nào bà cụ cũng đi nghe. Cho nên dù là đi mười mấy cây số, bà cũng cố gắng bà đi nghe. Tâm như vậy là bà kính cụ con tột cùng. Thì một hôm cụ con đi giảng Bình Thuận, thì cụ con nói thế nào, con lấy bộ đồ cho thầy mặc. Vì cụ muốn là cụ mặc bộ đồ đó là để cho bà cụ bà sinh ra cái tâm quan hỷ mà có phước. Cho nên đi một lần mà đi giảng ở Bình Thuận á, hay là cái gần cái vùng gần Bình Thuận á, là cụ mặc theo. Thì khi mà hai cái đoàn mà đến mà rước cụ con vào á, mà có vị biết cái Bình Thuận mà cái mùa này, cái mùa Phật Đản nó nắng như thế nào đâu, nắng đổ lửa. Mà chùa thì săn mà săn cát á mà. Nhưng mà hai Phật tử thì hai hàng Phật tử là cung nghinh cụ con vô, thì con đi sau.
Lúc bây giờ thì lọng che cụ con, một cái che cụ, một cái che con, cho đi nghiễm nhiên mình trở thành hòa thượng con. Nó cũng hãnh diện tí xíu. Thế là khi mà cụ đi vô như vậy á, Phật tử chắp tay trang nghiêm niệm Phật. Thì khi mà đi đến được nửa hàng á, thì bỗng bà cụ ở trong hàng mới chạy ra, bà quỳ dài dưới đất. Mà có vị biết đất cát Bình Thuận mà nó nắng đến mức độ nào. Mà lúc bây giờ là 2 giờ chiều, bà cụ quỳ dài dưới đất, bà ôm cái chân sư phụ con kêu: Hòa thượng ơi con mừng quá, Hòa thượng ơi, Hòa thượng mặc quần của con à, con mừng quá đi. Cái lúc đó thì con nhìn cụ, con nhìn sang cụ con á, thì cụ đã là ngoài 60, gần sắp xỉ tuổi 70 rồi. Bà cụ đó thì đã 70 mấy, gần 80. Nhưng mà khi mà nghe giữa đại chúng mà nói là hòa thượng ngày mặc quần của con thì cụ nhà con, cụ đỏ mặt. Lúc đó con có một suy nghĩ thế này. Cô nói lại Phật, Phật tốt quá, cũng may đó là hòa thượng đó. Ngày đi bà cụ nói mà thầy hòa thượng mặc quần của con thì nó bình thường không nè. Thí dụ như giờ con đi như vậy á, mà cô nó mới 20 mấy tuổi, nó thầy mặc quần của con, lúc bây giờ còn miệng ăn không còn miệng nói. Khi mà rước cụ con vô rồi á, thì cụ con đăng pháp tòa giảng, thì con đứng ngoài mà con kéo bà cụ ra, con nói cụ, cụ hỏi thiệt một câu thế này nè, đúng là cái bộ đồ mà hòa thượng mặc là của cụ cúng á, vì con làm thì giả mà. Nhưng mà rất là khó biết, bởi vì sao, khi mà ngày đi á là người tu ngoài mặc bộ đồ ngắn thì phải thêm một cái áo dài nữa, mà cụ con là chuyên mặc áo Nhật Bình, tức là cái áo hàng nút, cái hàng nút giữa này không bao giờ phát hiện được cái bộ đồ bên trong là của ai, có thái đi chăng nữa chỉ thấy cái lai quần thôi chứ không thể thấy được. Thế tại làm sao cụ biết rằng cái bộ đồ hòa thượng mặc là của cụ? Cụ nói cho nghe đi, bởi vì con thị giả nhưng con không phát hiện được. Bà nói chú làm thị giả mà chú dở quá. Tôi nói chú nghe nè, khi mà may cái quần cho hòa thượng á, để phát hiện được cái quần đó có phải là của tôi hay không á, thì khi mà lên lai á, thì thay vì lên lai bằng chỉ màu vàng, thì tôi cố tình tôi lên lai bằng 2 cái nút chỉ màu đen bên ngoài. Cho nên dù hòa thượng mặc bất kỳ một cái quần nào, chỉ cần hòa thượng đi ngang qua nữa là tôi biết là cái đó là của ai. Thì từ cái chỗ đó cho chúng con có suy nghĩ thế này, cái tâm cúng dường là tốt. Khi mà hòa thượng mặc bộ đồ cho bà cúng á, thì bà hoan hỷ. Nhưng mà rủi nếu như hòa thượng không mặc mà hòa thượng đem cho ai á, mà cho cái người bà không thương á, thì chuyện gì xảy ra? Đó là vấn đề. Cho nên khi cúng dường, khi bố thí, chúng ta phải nên đem cái tâm sở, đó là xả tâm sở vào, cúng dường bằng cái tâm xả, cho rồi coi như là hết. Còn người đó muốn sử dụng nó như thế nào, đó là chuyện của người đó. Cho nên chúng ta cứ đem cái tâm quan hỷ chúng ta cúng, đem tâm quan hỷ cúng, cúng xong rồi, cho xong rồi, đừng suy nghĩ gì nó cả. Còn người đó sử dụng nó như thế nào, đó là chuyện nhân và quả của vị đấy. Chúng ta suy nghĩ làm chi cho cực, trong khi cái chúng ta cho rồi mà chúng ta lại bám víu, lại đau khổ khi mà người đó sử dụng cái đồng tiền đó không đúng với mục đích của mình cúng. Thế là chuyện của vị đó thôi. Cho nên cái điều muốn đạt được sự giàu sang thì chúng ta phải bố thí, mà bố thí thì với tấm buồn xả. Và điểm cuối cùng là điểm quan trọng, đó là mong muốn rằng sau khi chúng ta thân hoại mạng chung, được sinh về thiện thú, tức là sinh về thế giới an lành. Mà cái sinh về thế giới an lành này á, đối với cái hàng cư sĩ tại gia, các vị đang niệm Phật cầu vãng sinh, đó là chúng ta nguyện sinh về thế giới của Phật. Mà muốn sinh về thế giới của Phật thì trong kinh Tăng Chi á, lời Đức Phật dạy, muốn sinh về thế giới an lành, muốn sinh về thiện thú thì đòi hỏi chúng ta phải có trí tuệ. Cho nên cái trí tuệ là cái cốt tủy của đạo Phật. Mà trí tuệ thấy cái gì đây? Khi chúng ta nói đến trí tuệ, tức là chúng ta nói đến cái sự sáng suốt,
phải không nào? Như vậy khi mà chúng ta có trí tuệ, có sự sáng suốt, tức là chúng ta có một sự nhìn nhận chính xác. Mà khi đã có được sự nhìn nhận chính xác như vậy, trong giáo lý Bát Chánh Đạo đó gọi là chánh kiến. Chánh kiến tức là cái thấy, cái thấy đúng đắn. Mà cái thấy đúng đắn đó, đó là cái thấy đúng đắn thông qua cái phương diện của tuệ giác, thông qua cái năng lượng của sự tu tập, chứ không phải cái thấy bằng do học. Cái thấy do học, cái thấy do nghe, cái thấy do nhìn, thì cái thấy đó chỉ là cái biết bình thường. Còn cái thấy do năng lượng tu tập, đó chính là trí tuệ. Khi nào chúng ta đã có trí tuệ thì nơi đó sẽ không có vô minh. Mà vô minh là gì? Muốn hiểu về trí tuệ là chúng ta phải nói đến vô minh. Vô minh là gì? Và vô minh bạch bất minh bạch giả. Vô minh giả bất minh bạch giả. Vô minh đó là không sáng suốt. Mà không sáng suốt về những cái phương diện nào? Thứ nhất, bất minh bạch thân thể phi ngã. Đầu tiên á, là không sáng suốt, không rõ ràng thân thể này chẳng phải là của ta. Thì như vậy các vị xem thân thể này có phải của ta không? Nếu như thấy là thân thể này không phải của ta thì người đó sẽ có trí tuệ. Mà vẫn thấy thân thể này là của ta thì người đó đang bị vô minh che lấp. Thân thể này nó không phải của ta. Đúng. Bởi vì sao? Dạ xin thưa, thân thể này của tứ đại à? Dạ phải không? Dạ xin thưa với các vị, chớ hiểu lầm. Khi các vị nói thân thể này là thân thể tứ đại, là của tứ đại, đó là chúng ta hiểu về Phật Pháp nhưng mà hiểu không đúng. Dạ xin thưa, thân thể này tứ đại, tìm tứ đại có trong thân thể này không? Đắc có không? Đâu có đắc đâu. Ngoại trừ những người nói dơ quá kỳ kỳ ra cục đắc thôi. Đúng nè, thân thể này không tìm ra đắc. Thân thể này có nước không? Dạ không, máu khác nước. Máu là máu, nước là nước. Thân thể này có lửa không? Trời ơi, nếu mà có lửa nó cháy tiêu ta mất tiêu rồi. Thấy không nè? Cho nên lớp trẻ nó kêu là anh yêu em như lửa cháy trong lòng, xạo. Dạ lửa cháy trong lòng thì ruột gan nào còn. Thấy không nè? Rồi, thân thể này có gió không? Đâu có gió đâu. Gió nó tè tua sơ mướp cái người mình ra. Dạ không có. Dạ thưa với các vị, hiểu đúng về giáo lý, thân này không phải là thân tứ đại, mà thân này là sự thành tựu của tứ đại. Thuật ngữ nhà Phật gọi là tứ đại sở thành, tức là nó thành tựu từ tứ đại, chứ không phải nó là tứ đại. Được không nè? Nó thành tựu từ tứ đại, tức là gì? Tức là nước thành tựu ra máu ra dịch, đất thành tựu ra xương ra da. Được không nè? Lửa thì thành tựu ra hơi nóng. Còn gió thì thành tựu ra sự lưu thông của không khí. Cho nên nói rằng thân này là thân tứ đại thì là không đúng, mà phải nói là thân này là thân thành tựu của tứ đại, mà thuật ngữ gọi là tứ đại sở thành. Thế như vậy thân này đó là sự vay mượn, sự thành tựu từ đất, từ nước, từ gió, từ lửa. Như vậy cái thân này là thân vay mượn. Nhưng mà vay mượn rồi thì cũng phải lúc chúng ta trả nó. Bây giờ có vay là phải có trả, phải không nào? Như vậy khi chúng ta mượn của đất, của nước, của gió, của lửa để thành tựu ra cái thân này, thì đến một lúc nào đó chúng ta cũng phải trả về cho chủ của nó, đó là đất, nước, gió và lửa. Thì như vậy nó phải của mình không? Nó phải của mình không ạ? Nó không phải của mình. Nhưng mà nó là chủ hay ta là chủ? Khéo lầm. Nó là chủ hay ta là chủ? À ta là chủ rồi. Ta là chủ, nó là đầy tớ phải không nè? Mà nó đầy tớ là chúng ta nói gì nó phải nghe phải không? Đúng không nè? Bây giờ đây, trời nóng quá đây. Thân ơi thông, con đừng thấy nóng ngang con. Nói được không ạ? Không. Thân ơi thân, con đừng có già ngang con. Già không? Tóc cũng bạc phơ thôi. Thân ơi thân, con đừng có rụng răng ngang con. Nó muốn rụng là nó rụng, không làm gì được nó cả. Như vậy nó là sự vay mượn.
chúng ta là chủ, nhưng vô hình trung chúng ta trở thành đài tớ trung thành và không công cho nó. Nó muốn cái gì á là chúng ta phải phục tùng ngay. Chủ ơi chủ khát quá, bưng ly nước uống ngay. Chủ ơi chủ đói quá là phải đi ăn. Chủ ơi chủ buồn ngủ quá là phải đi ngủ. Không bao giờ mình làm chủ được nó, mà phần lớn là nó là chủ của mình. Cho nên khi mà thấy rằng nó không phải là của mình, nó không phải là của mình, thì lúc bây giờ người này có trí tuệ. Mà nó không phải của mình đấy, thì dù nó có sinh, có già, có bệnh, có chết, đó cũng chịu là điều tất nhiên. Có gì đâu phải lo, bởi vì nó là vay mượn mà đến một lúc nào nó cũng phải trả thôi. Vậy phải không nè? Thì như vậy, khi thấy như vậy á, thì một khi nếu như sáng nào ra thấy một cọng tóc bạc cũng không có gì là hoảng sợ. Thấy cái gối mỏi trùng trăng cũng không thấy gì phải hoảng sợ, bởi vì đó là sự tất yếu. Có cái gì có sinh mà không có diệt đâu. Có sinh là phải có diệt thôi, đó là sự tất yếu mà. Cho nên thân thể này nó không phải là của mình, nó chỉ là sự giả hợp. Điểm này á, và xin thưa các vị, trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo Vấn Đáp, mà chúng con nghĩ rằng đối với hàng cư sĩ á, là các vị nên đọc cái tác phẩm này, bởi vì đây là một tác phẩm cực kỳ trí tuệ mà cực kỳ hay. Một hôm vua Mi Lăng Đà đến tham vấn Tỳ Kheo Na Tiên. Khi vừa xuống xe, ông ta gặp Tỳ Kheo Na Tiên, ông ta nói thế này: bạch đại đức, chẳng hay đại đức tên họ là gì? Tỳ Kheo Na Tiên nói thế này: dạ tâu đại vương, bằng hữu của Bằng Tăng gọi Bằng Tăng là Na Tiên, cha mẹ của Bằng Tăng đặt cho Bằng Tăng là Na Tiên, cho đó người ta gọi Bằng Tăng là Na Tiên. Vua Mi Lăng Đà mới nói: dạ bạch đại đức, và xin thưa 80 vị tỳ kheo là bằng hữu của đại đức và 500 tùy tùng của trẫm, xin các vị làm chứng cho rằng Tỳ Kheo Na Tiên nói rằng vị ấy người ta gọi vị ấy là Na Tiên, phải không nào? Tỳ Kheo Na Tiên nói: dạ tâu bệ hạ, dạ phải. Thì vua Mi Lăng Đà nói: dạ bạch đại đức, tóc có phải là Na Tiên không? Tỳ Kheo Na Tiên nói: dạ không phải. Lông có phải là Na Tiên không? Dạ không phải. Móng có phải là Na Tiên không? Dạ không phải. Đầu có phải là Na Tiên không? Mắt có phải là Na Tiên không? Lỗ tai có phải là Na Tiên không? Cái miệng có phải là Na Tiên không? Cái cổ có phải là Na Tiên không? Và tất cả những cái điều mà vua hỏi Tỳ Kheo Na Tiên đều phủ nhận là không phải. Bạch đại đức, xin thưa 80 vị tỳ kheo và 500 tùy tùng của trẫm, vừa rồi trẫm đã hỏi tất cả mọi thứ, Tỳ Kheo Na Tiên đều nói rằng không phải. Như vậy cái mà gọi là Na Tiên đó, hồi nãy đại đức nói là đại đức là Na Tiên, như vậy đại đức đang nói dối. Đó là một ông vua và trí tuệ vua cùng tầng. Thì thay vì trả lời á, Tỳ Kheo Na Tiên nói thế này: dạ tâu đại vương, chẳng hay đại vương đến đây bằng gì? Thì vua nói là trẫm từ hoàng cung đến đây là trẫm đi xe ngựa, vừa đến trước cổng chùa, đi vào đây là trẫm xuống xe và đi bộ. Đó là một vị vua rất lịch sự. Đến cổng chùa, đi vào chùa là phải đi bằng hai chân chứ không đi xe vô. Không có nghĩa rằng là chạy xe máy từ bên ngoài ào vô tới trong chánh điện, không có. Đó là một vị vua rất lịch sự. Thì tỳ kheo nói này: này 80 tỳ kheo và 500 tùy tùng của đại vương, xin các vị làm chứng cho rằng vừa rồi đại vương nói rằng đại vương đến đây bằng xe ngựa, phải không nè? Vua nói phải. Tỳ kheo nói tiếng nói: dạ tâu đại vương, bánh có phải là xe không? Gọng có phải là xe không? Câm có phải là xe không? Thùng có phải là xe không? Tất cả những gì Tỳ Kheo Na Tiên nói, vua nói là điều hống, không phải. Tỳ Kheo Na Tiên nói thế này: dạ tâu đại vương, lúc nãy đại vương nói rằng đại vương đến đây bằng xe, mà trong khi Bằng Tăng hỏi những thứ liên quan đến xe, đại vương nói không phải. Như vậy đại vương cũng đang nói dối nốt. Có nghĩa là gì à? Lúc bấy giờ vua Mi Lăng Đà ông mới suy nghĩ thế này: dạ đúng, quả thật những gì đại đức nói hoàn toàn là chính xác. Cái mà gọi là xe đó cũng không phải là xe. Cái mà gọi là Na Tiên đó cũng không phải là Na Tiên. Tất cả chỉ là sự giả hợp mà có. Mà giả hợp mà có thì có gì đâu phải đau khổ.
phải không nào? Nó là một sự giả hợp. Mà cái gì sự giả hợp là nó sẽ là vô thường. Giả hợp là vô thường, có cái gì thường còn đâu nè. Có sinh là phải có diệt. Sống trong thế giới đấu đãi này, tức là có thành sẽ có hoại, có rồi sẽ không. Cho nên trong cái thế giới đấu đãi này không có một cái gì gọi là trường tồn. Khi mà nói như vậy, vua Mi Lăng Đà nói: dạ bạch đại đức, đại đức quả thật là thâm thúy, trí tuệ thù diệu. Nếu như Đức Phật còn tại thế, có lẽ Ngài rất là khen đại đức. Thì như vậy á, qua cái chuyện đó mới cho thấy rằng tất cả mọi thứ chỉ là giả danh. Mà đó là giả danh thì có gì đâu phải đau khổ, phải không nào? Đã là giả danh thì bây giờ thí dụ đi, ngày xưa ta quy ước cái con mà đi hai chân mà nói chuyện như thế này là con chó, cái con mà đi bốn chân mà sủa quau quau đó là con người, phải không nào? Thì bây giờ người ta gặp cái người đi hai chân nói như thế này người ta gọi là con chó thì có gì đâu phải đau khổ, bởi vì đó là sự quy định, do người xưa quy định đây là con người, cho nên bây giờ nói đây là con chó thì đây lại là buồn. Chứ quả thật nó chỉ là giả danh. Mà cái gì giả danh thì cái đó sẽ thay đổi. Cho nên trong cái thế giới đấu đãi này, chúng ta nên nhìn nhận nó theo cái tinh thần tuệ giác của đạo Phật. Tất cả mọi thứ chỉ là giả danh, chỉ là tên gọi. Mà đó là tên gọi, đó là giả danh thì có gì đâu phải đau khổ, phải không nào? Trong thế giới đấu đãi này không thể tìm đâu ra một cái gọi là tuyệt đối. Người được cái này thì người sẽ mắc cái kia. Cho nên nhiều khi nhiều bà ca tháng rằng á, sao mình thấy chồng người ta là chảy nước miếng, thấy chồng mình chảy nước mắt, phải không nào? Thấy chồng người ta ga lăng quá, thấy chồng người ta dễ thương quá, còn chồng của mình cái gì cũng tệ. Nhưng xin thưa, ổng được cái này ổng mắc cái kia, ổng mắc cái này thì ổng được cái kia. Xin thưa, khi mà yêu nhau hỏi 10 cô nào cũng khen người yêu mình là số 1. Nhưng mà khi nhớ nhau về chồng 10 năm 20 năm rồi, khi hỏi chồng của mình ai cũng nói chồng mình là số cuối cùng. Trong thế giới đấu đãi này chúng ta không có tìm đâu ra một ông chồng gọi là tuyệt hảo. Không có. Ông được cái này thì ông mắc cái kia. Cho nên một khi cái bà này bà nghe bà kia: trời ơi, vừa đầu sinh nhật của tôi, ông chồng tôi, ông tặng tôi chiếc nhẫn 2 carat. Thế là bây giờ nhìn lại mình, ông chồng mình chẳng tặng cho mình cái gì cơ, là mình lại buồn. Phải không nào? Mà cái sao ông chồng người ta ông ga lăng như thế, ông tặng cho đến 2 carat còn mình chẳng được cái gì. Xin thưa, ông không được cái này nhưng ông được cái khác. Ông không ngoại tình, ông không cà phê, ông không bia ôm, không ông nàng mỡ. Thì như vậy, ông mắc cái này, ông sẽ được cái khác. Trong thế giới đấu đãi này chúng ta đừng tìm một cái tuyệt đối. Đối với tu sĩ cũng vậy. Các vị đừng tìm một ông thầy mà tuyệt đối. Không có. Vị được cái này sẽ mắc cái kia. Chỉ cần cái được đó nó nhiều hơn là được rồi. Phải không nào? Chứ các vị tìm một vị giống như vị Phật, không có đâu. Mà Đức Phật có phải là tuyệt đối không? Có phải tuyệt đối không nào? Dạ xin thưa, nếu Đức Phật là tuyệt đối thì Gia Du Đà La đau khóc ướt gối hàng đêm. Phải không nào? Đối với thế gian, đối với chúng ta thì cho rằng Đức Phật là tuyệt đối. Nhưng đối với Gia Du Đà La thì Đức Phật cũng là một người bỏ vợ bỏ con. Nhưng mà Ngài vì cái lớn mà Ngài bỏ cái nhỏ. Thì trong thế giới tương đối này, Ngài cũng được cái này, Ngài cũng mắc cái kia một tí. Đúng không nào? Cho nên Ngài phải có sinh, phải có diệt. Cho nên trong thế giới đấu đãi này, chúng ta nhìn nhận nó bằng tuệ giác thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng và dễ sống hơn. Do đấy á, thì hôm nay chúng con được sự sai bảo của trên Thượng Tọa Trụ Trì Trưởng Ban Tổ Chức cũng như chư Đại Đức Tăng về đây xin chia sẻ với các vị về những lời của Phật dạy. Như vậy có 4 vấn đề mà chúng con thưa với các vị. Đó là làm sao cho ta được giàu sang, làm sao á cho ta được khỏe mạnh, làm sao cho tiếng lành được đồn xa, và làm sao cho ta được sau khi chết được sinh về thiện thú. Thì đòi hỏi chúng ta phải có 4 điều kiện. Đó là đầy đủ lòng tin, đầy đủ giới, đầy đủ bố thí và đầy đủ về trí tuệ. Thì hơn một tiếng đồng hồ thì chúng con cũng bằng hết tâm hết lực chia sẻ với các vị. Nếu như trong quá trình chúng con thưa với các vị có những lời nào đó mà ăn chưa nên đội, nói chưa nên lời, thì cũng mong các vị đại xá cho. Và Nam Mô A Di Đà Phật.